Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nga sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách tìm được vé máy bay giá rẻ trên mạng. Và thông qua là các anh chị phải mở, nhớ là kết nối mạng đầy đủ và mở cái trình Google. Sau đó mình nhập ở trên khung trên của Google, chỗ tìm kiếm mình sẽ tìm đánh trước chữ Chipbit Airlines. Và khi các anh chị đánh Chipbit Airlines thì nó sẽ thổ ra cho các anh chị và các bạn một cái trang web gồm có rất nhiều cái website, gồm nào là Skyscanner, rồi Chipbit Airlines, Just Fly, rất nhiều. Nhưng Nga sẽ chọn cái chính là cái Chipbit Fly. Tại sao Nga chọn trang web này? Vì trang web này là trang web mà hầu như là nó sẽ quản các trang web chi tiết con của các hãng tại cái website mà ở tại Mỹ, và người ta chào vé rất là ok. Và trong đây mình sẽ chọn round trip, và các anh chị thấy gồm có nơi đến và nơi đi, rồi cái loại vé, và mình sẽ tìm cái deal, và trong đó gồm có là một cái trình làm, gồm có là cái vé, loại vé, và nếu như mình có trẻ em đi chung á, thì mình sẽ chọn trẻ em, và số vé mình yêu cầu đặt là bao nhiêu vé. Và khi đấy thì Nga ví dụ như hôm nay Nga sẽ chọn cái vé máy bay đi từ Sài Gòn đi đến Mỹ, và Nga sẽ chọn nơi Nga đến á, là phi trường Los. Do đó Nga sẽ đặt cái đánh cái chữ là LA, viết là LAX, đó là mã của phi trường Los. Và Nga sẽ chọn cái nơi đi của mình, cái địa thời gian đi của mình, khởi hành của mình sẽ là rơi vào ngày 31 tháng Giêng, và thời gian đến của mình sẽ rơi vào ngày 28 tháng 2, mình sẽ trở về Việt Nam. Sau khi chọn xong thì Chipbit Fly nó sẽ cho mình một các tất cả các website bán cái vé mà mình yêu cầu, ví dụ như Just Fly, nào là Quick Fly, rồi nhiều có cái mấy anh chị thấy bên tay phải mình á, thì Nga sẽ chọn Just Fly, cái website Just Fly. Và khi đấy thì nó sẽ cho mình vô trực tiếp cái trang web của Just Fly, nhưng mà tại vì máy của Nga nó đang gặp trục trặc nên nó hơi bị lỗi một chút xíu, nhưng Nga vẫn vào được cái Just Fly. Thì khi vào Just Fly á, các anh chị và các bạn cũng thấy cái giao diện cũng giống như bên kia, thì mình chọn round trip, mình đánh nơi đến của mình, đi đi của mình, đó là ở Sài Gòn. Thì mã là, một là Hồ Chí Minh City, hai là người ta sẽ ghi là SGN, còn nơi đến của mình sẽ chọn phi trường Lod. Và cái thời gian đi của mình là ngày 28 và ngày 31 tháng Giêng, và ngày trở về của mình sẽ là ngày 28 tháng 2 năm 2019. Và sau đó thì cái Jetfly người ta đang chạy một cái trình để mà mình tìm những cái vé của các hãng máy bay cho cái giá ok nhất, và giá nó sẽ là giá từ thấp cho đến cao tùy theo hãng máy bay mà các anh chị và các bạn chọn. Kế bên đó thì mình sẽ thấy góc bên tay phải của mình nó có một cái hộp. Mình sẽ nhắm cái hộp thư đó và mình nhấn subscribe. Tại sao? Tại vì mình phải nhấn vô đó cái địa chỉ email để khi mà mỗi lần mà có giá vé vào thời gian mình muốn đến, muốn đi và về mà giá rẻ thì nó sẽ gửi cho mình một cái địa chỉ, một cái mail là báo là giá hôm nay giảm hay tăng. Và Nga cho các anh chị coi là cái giá vào cái thời điểm mình đi là vào cái dịp Tết Nguyên Đán đó, thì giá vé hiện giờ là đang là 988 tùy hãng, nhưng hiện giờ là đó là hãng Cathay. Thì sau đó Nga mình muốn, nếu anh chị muốn book tại trong hãng này luôn, thì các anh chị và các bạn chọn giờ đi và giờ đến, giờ về của mình sao cho phù hợp với chuyến đi. Và khi đấy thì các anh chị thấy là rất nhiều, và mình sẽ chọn cái thời gian cho mà mình cảm giác thích. Nhưng Nga sẽ hướng dẫn các anh chị, sau khi mình coi giá vé ở đây, mình phải có sự đối chiếu với trang web chính thức của hãng Cathay. Tại vì có thể là ở Cathay sẽ rẻ hơn, hoặc là ở đây rẻ hơn. Do đó là mình sẽ cân đo đong đếm giữa hai bên, và để chọn cho một cái giá ok nhất.
Nga trở lại Google và Nga đánh cái chữ Cathay và Cathay Pacific thì nó sẽ hiện ra cho Nga một cái website của Cathay Pacific. Sau khi mà đánh xong thì mình sẽ click vào Cathay và mình cũng nhập những cái thông tin giống như là hãng Cathay đã yêu cầu với mình. Giống như cũng là nơi đến, nơi đi và địa, ngày khởi hành, ngày trở về. Và chọn mình chọn cho nó thật là chính xác. Và Nga cũng thực hiện như thế. Và hãng Cathay, máy lại bị lỗi. Thì bây giờ mình đánh trở lại thì cái hãng máy bay nó vẫn hiện ra lại cái trang web của Cathay nha các bạn. Các bạn chờ một chút nha. Rồi, thì bây giờ mình đã trở lại được trang web của Cathay và mình cũng sẽ nhập giống như hồi nãy mình hướng dẫn các anh chị và các bạn vậy. Và các anh chị thấy giao diện của hãng Cathay đây. Và hãng Cathay đặc biệt, các anh chị và các bạn đừng có lo, nó có một cái văn phòng chính của nó nằm đối diện nhà văn hóa thanh niên, nằm trong một cái building. Nga không nhớ là tên gì nhưng mà đối diện nhà văn hóa thanh niên và nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Các anh chị và các bạn có thể chuyển tiền trực tiếp trên online hoặc là mình đến cái agent để mà mình đóng tiền, chuyển tiền cho họ. Đó là tùy ở các anh chị và các bạn thôi. Thì đây Nga đã tìm vô cái trang web của Cathay. Rồi các anh chị và các bạn thấy cũng vào ngày giờ đi đó, nhưng cái giá vé hiện tại của Cathay, người ta hết cái giá vé ok nhất. Bắt đầu nó qua cái giá vé kia thì giá vé nó hơi bị cao. Do đó thì Nga sẽ thấy là mình sẽ có một sự cân đo đong đếm và Nga sẽ không chọn, quyết định chọn cái mua vé tại hãng Cathay và Nga sẽ tiến hành mua vé trực tiếp trên cái hãng Just, cái trang web của JustFly, tại vì giá vé tại JustFly lúc bấy giờ thì nó ok hơn Cathay. Cũng tùy thời điểm thôi và tùy hãng. Có khi cái hãng Cathay này nó đặc biệt gần các bạn, thí dụ anh chị và các bạn còn bay khoảng chừng trong vòng 2 tuần, nhiều khi mình mua giá vé lại rẻ hơn là mình mua sớm trước 1 tháng hoặc 2 tháng. Cái hãng Cathay này mình không hiểu nhiều khi họ cái cách của họ là mình không rõ, nhưng mà sau những bữa mà Nga thử tìm kiếm thì càng cách khoảng ngày giờ bay mình chừng nửa tháng thì mua là giá thấy là ok nhất. Nhưng mà chắc do mùa Tết này thì người ta đi nhiều nên giá nó rất là đắt. Và bây giờ thì Nga trở lại cái trang web, Nga cũng coi soi giá vé đấy. Các anh chị và các bạn thấy đấy, giá vé trong JustFly thì nó là rẻ hơn nhiều. Và Nga đã chọn đổi lại một cái chuyến bay khác. Và Nga chọn bây giờ là mình thử đúng theo cái mùa, giống như mình nói là mình sẽ chọn không phải rơi vào cái mùa mà nhiều người đi, nhưng lại là một cái mùa mà bên Mỹ nó là rơi vào mùa mà hoa anh đào nở và vào dịp tháng 4. Thì Nga chọn ngày đi là ngày 1 tây tháng 4 và ngày về là ngày 30 tây tháng 4. Thì các anh chị và các bạn sẽ thấy giá vé nó như sau. Đây, nó đang chạy quét tất cả các hãng máy bay có kết nối với JustFly. Bây giờ các anh chị thấy đây, giá bây giờ rất là ok. Giá rẻ hẳn luôn ha. Nhưng cái đầu tiên hãng Siemens thì đó giờ Nga chưa đi nên Nga không biết chất lượng nó như thế nào nên Nga không dám quảng cáo. Nhưng nếu như anh chị và các bạn có những người mà đã đi Siemens rồi thì các anh chị và các bạn có thể chọn hãng này. Vì Nga nhớ là Nga transit ở Quảng Châu thì cũng có Siemens sáp nhập với cái China Southern Air. Và hiện giờ thì Nga thấy là hãng Hồng Kông Airlines đang là giá vé ok. Hồng Kông Airlines thì đi cũng good, tại vì sân bay Hồng Kông á, thì dầu sao họ dùng tiếng Anh rất là nhiều và rất là lịch sự hơn so với sân bay Quảng Châu. Nhưng mà một cái là sân bay Hồng Kông họ sẽ xét rất là ngặt khi mỗi khi mình lên máy bay.
Và khi mình quá cảnh tại Hồng Kông á, thì tất cả những cái đồ ăn thức uống mà mình đã ăn ở chuyến bay trước của mình, họ đều bắt mình bỏ hết. Và do đó là các anh chị và các bạn an tâm. Với lại Nga thích ở sân bay Hồng Kông ở một chỗ là họ có hệ thống wifi rất là good, không như Quảng Châu. Quảng Châu thì Nga đi 2 lần, tổng cộng là 4 lần đã đến nơi đấy, nhưng mà sân bay Quảng Châu thì wifi rất là ẹ và không tài nào Nga vô được trong cái sân bay Quảng Châu hết cả. Và cái cách phục vụ của họ thì mình thấy là nó không có ok, nhưng mà các anh chị và các bạn phải linh hoạt nếu như khi mà quá cảnh ở Quảng Châu nha. Rồi Nga chọn thấy là cái giá vé của hãng mà Hồng Kông Airlines, và bây giờ Nga vô cái thẳng trang web của Hồng Kông Airlines luôn để Nga coi giá vé nó có ok hơn giá vé nãy giờ mình tìm hay không. Nhưng mà Nga nghĩ chắc là có thể là nó sẽ ok hơn, tại vì Hồng Kông Airlines này cũng giống như China Southern Air á, là giá vé ở trên JustFly thì mắc, nhưng mà khi mà vô website chính thức á, thì hầu như là giá vé của họ rất là ok và có thể rẻ đến từ 50 đến 100 đô. Rồi bây giờ đã vô được cái trang web của Hồng Kông Airlines, các anh chị đánh ở trên cái trình phía trên, anh chị đánh Hồng Kông Airlines là mình sẽ tìm được và mình search vô cái website của họ. Sau khi search vô website của họ thì các anh chị và các bạn cũng phải nhớ là mình sẽ tìm cái nơi xuất phát của mình là ở Việt Nam, là mình chọn thành phố Hồ Chí Minh, và nơi đến của mình đó là mình sẽ chọn là ở Lod. Và Nga cũng chọn ngày khởi hành của Nga là ngày 1 tây tháng 4. Và Nga chọn cái ngày về cũng là ngày 30 tây tháng 4. Và các anh chị và các bạn sẽ thấy cái giá vé họ sẽ xuất hiện ra. Các anh chị chờ một chút xíu, và anh chị thấy ở bên có cái chữ là cookies á, cái khung ở phía bên phải á, thì mình nên tắt nó đi nha. Rồi bây giờ các anh chị thấy có giá vé ra rồi, thì giá vé họ đưa cho mình đây là giá vé mà chiều đi. Mình thử lít vô coi, mình coi lại bên kia là 684 ha, thì bên của hàng Hồng Kông Airlines thì hiện giờ nó là chỉ có 586 chấm mấy, nhưng mà Nga không biết là nó có đã là 2 chiều hay 1 chiều. Thử mình lít thử cái thời gian đi và thời chuyến khởi hành của mình đi và chuyến trở về của mình coi giá nó có đúng như giống bên kia hay không. Rồi bây giờ nó cho ra cái giá vé đi. Rồi bây giờ giá vé về. Rồi bây giờ đã có giá vé đi và giá vé về. Các anh chị và chọn cái ngày giờ mà các anh chị mong muốn cho nó thích hợp với người nhà của mình bên kia nha. Và Nga thấy cái giá vé của họ đã cho mình ra một cái giá vé total của chiều đi và chiều về rồi. Đây là thời gian của các lượt mà từ thành phố Hồ Chí Minh đến Lod và từ Lod trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, các anh chị thấy và chọn ngày giờ cho chính xác. Và cuối cùng thì cái giá cuối cùng của nó sẽ là 598. Và mình sẽ vô mua tiếp. Thì cái giá vé này đã bao gồm cả thuế và giá vé cuối cùng. Thì có thể là khi sau khi mà mình trả tiền cho hãng máy bay á, thì cái giá vé này có thể là, cái giá này có thể là cao hơn một chút, vì có thể là do mình chuyển đổi ngoại tệ giữa Việt Nam đồng và Hồng Kông. Và cái trả phí của cái thẻ mình trả thì nó chỉ cộng thêm khoảng tầm, Nga nghĩ là nó tầm khoảng chừng 10 đô nữa hay 10 đô hoặc 15 đô là cùng thôi. Nhưng đợt trước Nga mua thì nó không có chạc đến cái mức đó.
Rồi, các anh chị và các bạn thấy đấy, thì giá vé của mình á, nó rẻ hơn gần như đến 100 đô lận. Và các anh chị thấy rõ ràng có sự chênh lệch. Do đó là khi mà mua vé máy bay thì các anh chị và các bạn phải chú ý cẩn thận cái điều này nhé. Và sau khi Nga đã tìm kiếm xong và Nga so sánh rõ ràng cho các anh chị thấy giữa trên website của Hồng Kông Airlines và website của Just Fly thì rõ ràng hai bên sẽ là hai giá vé khác nhau. Và Hồng Kông Airlines thì nó rẻ hơn. Do đó thì quyết định cuối cùng thì Nga sẽ chọn mua của trên trang web của Hồng Kông Airlines. Và sau khi đó thì các anh chị click vào chọn và nhập thông tin của mình tiếp tục theo yêu cầu của website. Nào là họ tên, rồi ngày tháng năm sinh, mã số passport của mình và địa chỉ nơi mình ở là bên Mỹ là ở đâu. Mình ghi hết tất cả các thông tin đó và sau đó mình chuyển khoản cho họ. Thì sau khi chuyển khoản xong thì tất nhiên là các anh chị sẽ nhận được cái mail vô cái điện thoại mình là cái hãng ngân hàng của mình ở đây sẽ báo là đã thanh toán. Và sau đó các anh chị sẽ nhận một cái e-ticket mà trên online gửi cho các anh chị. Và anh chị chỉ việc in cái đó thôi và ra sân bay. Và các anh chị check in online là xong. Đây Nga cũng giới thiệu các anh chị, đây là Skyscan. Sau khi mà mình apply xong hết tất cả, nếu như các anh chị thấy giá vé cũng chưa ok thì Nga đề nghị các anh chị nên vào history và de-click hết tất cả những cái gì mình nãy giờ tìm kiếm. Tại vì họ, các hãng máy bay rất là thông minh là họ sẽ gài những cái cookies và những giống như cái gián điệp mà để theo dõi mình cứ ra vô trang đó thì có thể giá vé sẽ cao hơn. Và Nga xin chia sẻ các anh chị và các bạn cái mẹo để mà tìm vé máy bay. Mong các anh chị có thể tìm được giá ok. Thì nếu các anh chị và các bạn có thể có những cái gì thắc mắc thì có thể các anh chị và các bạn comment dưới cái video này. Và các anh chị và các bạn có thể đăng ký subscribe hoặc là viết những cái comment ở dưới. Hoặc click like thì Nga sẽ hiểu và Nga sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn. Rồi xin cảm ơn ạ.